Sáng 1 tháng 6, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chủ trì đã làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM sau khi có hơn 200 ca lây nhiễm COVID-19 từ điểm nóng có tên Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng ở số 415-8-4 Nguyễn Văn Công, phường 5, quận Gò Vấp. Báo cáo tại cuộc làm việc liên quan đến nhóm Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng, đại diện Bộ Nội vụ khẳng định địa chỉ 415-8-4 Nguyễn Văn Công là điểm nhóm hoạt động chứ không phải Hội Thánh. Điểm nhóm này mới chỉ đăng ký hoạt động cấp phường xã, chưa được công nhận là một tổ chức tôn giáo. Bên cạnh đó, đại diện Bộ Nội vụ cho rằng người đứng đầu điểm nhóm không phải là mục sư, vì mục sư là chức sắc tôn giáo, còn ở đây là được tín đồ tôn xưng đứng đầu nhóm. Dù điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng tại số 415-8-4 Nguyễn Văn Công hoạt động hợp pháp, tuân thủ luật pháp, tích cực tham gia phong trào địa phương, tuy nhiên do tính chất hoạt động, di chuyển làm dịch xảy ra là do chủ quan của người đứng đầu điểm nhóm và gây hậu quả nghiêm trọng. Theo đại diện Bộ Nội vụ, toàn quốc có khoảng 5.500 điểm nhóm, riêng TP.HCM có 145 điểm nhóm sinh hoạt như điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng ở hẻm 415 Nguyễn Văn Công, quận Gò Vấp. Như báo Thanh Niên đã đưa tin, liên quan đến điểm nhóm này, ngành chức năng đã phát hiện hơn 200 ca bệnh COVID-19, cùng trên 2.500 F1, hơn 61.000 ca F2, với 11 địa phương trong cả nước liên quan. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch COVID-19 trong các bản tin sau.